Quảng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá mẫu máy trợ thính có dây HD70 được sản xuất chính hãng của Realnet tại Nhật cô chú anh chị ha. Đây là dòng máy trợ thính mẫu mới nhất 2023. Đây là dòng kỹ thuật số. Ngoài chức năng lọc nhiễu rất là tốt, cường độ âm thanh rất là lớn và chúng ta còn có chức năng nghe điện thoại. Thì model đời đầu là chúng ta có HA20DX, cũng là sản xuất tại Nhật luôn, máy trợ thính có dây. Giá của hãng chỉ có 1.280.000. Nhưng mà cái dòng này thì giá là 4.460.000. Vậy sự khác biệt ở chỗ nào? Chúng ta cùng xuôi máy nha. Chúng ta sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm nhưng mà máy khá là bền. Rồi, chúng ta sẽ có thân máy. Máy trợ thính có dây thì phù hợp cho ông bà mình lớn tuổi và những người bị lãng tai nặng, công suất là lớn nhất ha. Nó lớn hơn cả cái máy trợ thính đời đầu rất là nhiều. Bên cạnh đó nó lọc nhiễu tốt hơn, đỡ cái tiếng ồn khè của máy nè, đỡ tiếng hú nè và đỡ những cái tiếng ồn lớn. Thì chúng ta sẽ có thêm chức năng nghe điện thoại. Ví dụ khi mà chúng ta để chữ M là chúng ta có thể sử dụng thông thường, nhưng mà khi chúng ta nghe điện thoại chúng ta bật xuống chữ T và để cái điện thoại vào thì âm thanh nó sẽ kết nối cộng hưởng qua đây và nó sẽ lọc nhiễu rất tốt. Thì chúng ta sẽ có chức năng tắt máy nè, mở máy thông thường ha, ở chỗ số 2 và mình chuyển qua số 1, tức là nó chức năng lọc nhiễu. Thì số 2 là âm thanh trung thực đó, ví dụ những cái tiếng xe, tiếng ồn, tiếng lớn bên ngoài nó sẽ bớt lại lên. Còn nếu mà mình muốn lọc nhiễu luôn cả cái tiếng đó thì nó sẽ giảm lại, nó chỉ nghe cái tiếng người nói nhiều hơn. Rồi, mình sẽ có chỉnh volume lớn nhỏ ở đây. Bên cạnh đó nó còn có thêm chức năng là khóa cái nút chỉnh volume. Ví dụ ông bà mình ngày xưa hay lỡ tay đụng trúng, nó sẽ làm lăn cái nút này, lăn qua số 1, số 2, số 3 ngoài ý muốn. Thì sau khi chỉnh đúng vị trí, chúng ta sẽ bật công tắc xuống, khóa lại luôn à. Rồi bên trong mình sẽ có chỉnh tông và chỉnh OBC. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp Hoàng Sơn hoặc là đến hãng, đến cửa hàng mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Còn nếu mà mua hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có cái số series ở bên trong máy nha. Máy rất là gọn nhẹ. Chúng ta sẽ có một kẹp ở túi áo, túi quần và chèn cái dây lên. Đây là dòng máy trợ thính của Nhật ha, sản xuất tại Nhật, dòng đời mới kỹ thuật số luôn. Dòng máy trợ thính đời đầu thì nghe rất là lớn rồi, nhưng mà dòng đời sau lớn hơn rất là nhiều và lọc nhiễu, nghe điện thoại rất là tốt. Giá niêm yết của hãng và Sơn nhắc lại ha là 4.460.000. Hoặc là bên cạnh đó cô chú anh chị mình có thể tham khảo lại cái dòng truyền thống là 1.280.000. Rồi chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.